Ok, Hoàng Nhật Bãi giả xin chào các bạn nhé. Thì tiếp tục clip tiếp theo ngày hôm nay thì hôm nay cho bác vừa cho món nồi cơm, vừa bác trải nghiệm vừa để bác săn hàng. Ngày sáng clip sáng ngày qua em đăng lên đấy, thì em đăng lên cái thì được một lúc sau thì tương đối là nhiều các bác quan tâm đấy. Nhiều người thì hôm nay em lại tiếp tục đăng lên clip của bác này. Má nồi cơm mà các bác yêu thích nhé. Đầu tiên này, một em Panasonic này, vuông các bác nhé. Panasonic vuông này, hình thức này đẹp nhé. Đấy, hình thức đẹp này, đời 2010 các bác nhé. Đấy, đời 2010, vòng chiếc ok nhé, có hơi ok nhé. Đấy, các bác nào mà thích làm để em gửi chi tiết cho các bác xem từng sản phẩm mà các bác nhận được người tay này. Giòn này, giòn gạo lứt các bác nhé, ngả màu vàng này, đây cái này. Đấy, cái này do ngả màu vàng này, nhưng tương đối là dày nhé, dày, rất là dày luôn. Đấy, con này tầm 2-30 năm nữa. Xong nhé, xong có những cái chấm lớn này. Đấy, cái chấm lớn này. Các bác nhìn này, những cái dòng này cơm nó có rất là ngon nhé. Đấy, xong thì ta những cái lớp đốt được xong ấy. Đấy, rất đẹp nhé. Cái dòng này nó cơm thì bác không phải nghĩ, rất là ngon. Đây, tất cả em lên này, ngày mai em lên là hàng 1 lít nhé các bác nhé. Hàng 1 lít. Đấy, các nút bấm này, chế độ này, ok hết các bác nhé. Đấy, tắt này, nấu này, ok hết. Thì em này mã số 1 này, mã số 1 thì bây giá là 400k này. Em xả các bác ra video ngày 1 tháng 4 nhé, sang tháng mới luôn này các bác nhé. Đấy, đầu tháng này chúc các bác bình an, mạnh khỏe. Thì mã số 1 này, bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0983 39755 nhé, còn 0823 89322. Tiếp theo này, một em Panasonic đấy, van dài màu đỏ nhé. Hình thức xung quanh các bác nhìn này, đẹp nhé. Đời 2017 này, đời 2017 này, đẹp này. Đấy, đấy, các bác xem clip em mình cho xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cốc hơi này, các bác khi mà đăng ký kênh ấy thì các bác nhớ nhấn nút chuông thông báo ấy, thì nó mới khi mà em lên clip thì khi mà em lên clip ấy thì nó hiện cho các bác. Đấy, giòn coi này, giòn con này ok nhá, giòn đẹp nhá. Đây, cái này là vết cáo bẩn này, các bác về nhà các bác lấy cái chà sắt đấy, hay là cái rẻ để bác sắt đấy các bác, bánh này nó bay hết nhá. Cái này xoong này, này xoong cơm cháy nhá, cơm cháy này, xoong này, xoong này thì vẫn có ánh kim tuyến nhá, ánh kim tuyến này. Thế nhưng mà này các bác nhìn này, những cái vết gọi là gà mổ này, nhìn này, đấy, em để gần em xem vết gà mổ này. Đấy, vết gà mổ nhá. Để đem quay lại cho các bác xem, quay chi tiết xung quanh cho các bác xem nhá. Đấy, hello. Hôm nay thì em sẽ lên nhanh cho các bác thôi, lên nhanh cho các bác để các bác săn hàng này. Các chế độ thì ok nhá. Đây, nút chọn chế độ này. Đấy, tắt này, nấu này, tất cả đều ok hết các bác nhá. Thì em này mã số 2 này, mã số 2 giá là 700k này, video ngày mùng 1 tháng 4 này. Đấy, các bác đang xem clip thì các bác nào mà vui lòng thấy hàng đẹp thì các bác cho em xin cái like, cái chia sẻ, các bác chia sẻ hết trên cái nền tảng xã hội, mạng xã hội để cho cùng mọi người biết đến đấy. Thì khi mà mọi người biết đến nhiều lên thì hàng hóa là lưu thông tốt hơn đấy, thì em sẽ xả nhiều hơn cho các bác. Đấy, tiếp theo là một em San Nhô này, xoài nhé, san san xoài các bác. Hình thức xung quanh này, thành vắt thì ok nhé. Đấy, đời 2010 các bác nhé, đời 2010 này. Cái này thì có cái trà với này, trà này. Đấy, trà đây nhé, đây nhé. Rong này, con này thì rong ngả màu vàng này các bác nhé, rong ngả màu vàng này, rong ngả màu vàng này, màu vàng nấu gạo lứt nhiều ạ. Chứ bình thường chứ nấu cơm không nhiều, không bao giờ nó vàng như này đâu các bác. Vẫn xanh tại đấy, rất dày này. Cái này đun 2-30 năm nữa. Nếu các bác mà điện đo ổn định ấy, thì 2-30 năm nữa thì không vấn đề gì hết. Xoang đây.
sau này thì vẫn là đẹp các bác nhé. Này sau này vẫn là đẹp này, thi thoảng những cái vết chấm này ở đấy các bạn thấy nó bẩn thôi, xem nào. Đấy sau này cứ đánh giá tương đối là đẹp các bác nhé. Đấy điện đóm thì ok này, các phím này, nghe nu này, đấy phím chuẩn gạo này, ok hết nhé, ủ ấm này, đấy nấu này, tắt này. Tất cả ok nhé, nên chúng ta có chú ý chút này. Chỗ này thì nó bị, chỗ này thì tí nữa em tháo ra nắn lại cho các bác nhé. Tháo ra nắn lại được này. Đây, nó này bị tuột xuống dưới này thôi. Còn lại là ok nhé. Kính hẹn giờ này. Thì em này mã số 3 này. Mã số 3 này. Video là 700k nhé. 700k này. Video ngày 1 tháng 4 này. Đấy. Các bác chốt hàng thì các bác chốt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nhé. Tiếp theo nhé, đây cho bác một em Hitachi này. Đấy, một em Hitachi này. Mình tích xung quanh nhé, ok các bác nhé, đẹp này. Nihon xe này, đời 22 này. Đấy, đây chỗ này các bác nhìn chỗ này nó cấn tí này. Đấy. Gioăng nhá. Con này gioăng đẹp quá nhá. Đây. Gioăng đẹp này. Sạch sẽ. Đây nhá các bác này, đây là dòng VIP của bác nhá. Song VIP này. Song VIP của cái loại Hitachi áp suất này nhá. Có hình song vân vân này, bên này nó có logo đây nhá. Logo áp suất này. Đấy. Xong đẹp các bác nhé, đấy, xong này con này thì không phải chê đâu được. Hitachi áp suất đấy. Đấy. Đây, có cái này có một lốt này. Này là đây là vết kêu gọi là vết cọ ở đâu ấy. Đấy, khi vận chuyển thì cái không tránh khỏi được, thì nhận nó về chuyển về Việt Nam mà. Các chế độ thì ok này. Đấy. Chế độ điện gạo thì ok hết này. Đấy. Nấu này, ok này. Thì em này mã số 4 này. Video là 800k này. Video ngày 1 tháng 4 này. Đấy, hôm nay thì em sẽ bán toàn hàng đẹp và giá xả cho các bác thôi. Các bác nào mà yêu thích em thì các bác cho em xin cái chia sẻ lên các mạng xã hội ấy. Để cho mọi cùng mọi người đến như gọi Zalo này, Facebook này. Đấy, để mọi người nhiều người biết đến đấy. Thì em có động lực mà làm việc động lực ấy để ra clip hàng ngày cho các bác. Tiếp theo nha, là một em Panasonic này, đời 2010 gọi nhé, đời 2010 này. Thành vách thì ok này, thành vách ok, cái này có vết sức, cái này thì các bác về các chị qua bác cào đi ấy, là đẹp. Đấy, các bác nhìn đi review kỹ sản phẩm của bác đấy, cái này này. Cái cào trước đi nhá, tóm lại là không ảnh hưởng gì hết. Những con cũ này nhưng mà hơi vẫn là cúc bụa mới rất là ok nhá. Do này, con này thì nó là do nó gạo lứt nhiều ấy, coi nó ngả màu vàng này, nhưng mà còn lại nó đâu, nhưng mà nó vẫn rất là dày nhá, rất dày này mà không bị mối mọt nhá. Đấy, xoong quá nhỉ, xoong này còn đẹp nguyên này, này, xoong không phải chê đấy chứ, chỗ này những vết một tí thì không để ý thì không để ý rồi nhá, xoong con này vẫn kiểu là lấp lánh ánh sao trời đấy, loại này nó cơm bao ngon đấy các bác nhé, trong nó nhưng mà nó cơm cực kỳ ok này. Đấy, các chế độ này, con này nhá, cái tí này thôi. Chế độ này, ủ ấm này, đấy, tất cả đều ok hết nhé. Thì em này em mã số 5 này,
em xả cho các bác ra là 600k này. Đấy, nay xả sực tràn cho bác này. Bác chú ý một chút nhé, giải con này nên là cái dây điện thì đã được thay rồi nhé, thì cắm là thay rồi. Đây, phải cắm thay không? Đúng rồi. Thì cắm thì thay rồi nhé, nhưng mà vẫn của Panasonic các bác nhé. Đấy, em đưa các bác xem, vẫn của Panasonic này. Đấy. Hitachi này, tiếp bên ngoài các bác nhìn này, đẹp nhá. Đấy. Này thì chỗ này thì có vết móp này, đấy, bọc cân cái cấn này. Cái dòng này đã vào hàng ngoại Nhật đấy, các bác đi mua hàng ngoại Nhật mà các bác không, mà các bác để ý đến cái phần cái móp méo của nó thì chịu khó mua hàng lắm. Đấy, giòn nhá, giòn thì ok các bác nhé, này, giòn này. Răng con này vẫn là đẹp nhé, răng đẹp nhé, không mối mọt gì nhé, không dán gặm nhé. Xoong nhé, xoong này còn được đánh giá là đẹp nhé, nó có những cái vết này này, cái này là cái vết gọi là chúng ta, các bác là cái gọi gì, cái vết trà nồi nhé, cái kiểu đi mình rửa nó cũng sao mình rửa nồi ấy, chứ còn nó không bị bong chóc đâu như nào nhé, đây các bác nhìn kỹ, đấy, không bong chóc như nào nhé. Điện đóm thì ok nhé, cái hàng Nhật này thì các bác về đấy tắt nấu này ok này, các phím menu này bấm vẫn nhảy nhá, chuẩn lạ này ok hết nhá. Đấy, nút tủ ấm này ok nhá, điện sáng nhá, thì em này mã số 6 các bác nhé. Mình bán 6 thứ nhỉ. Em thì đây em quay một mình nhé, nên em vừa làm vừa vận chuyển luân chuyên cái nồi ra đấy, nên các bác thông cảm một chút nhé. Mã số 6 này, video là 450k này, video ngày 1 tháng 4 này. Đấy, tiếp theo nhé, em đây cho bác của em Panasonic này, mặt kẻ caro là rất xinh xắn, rất hay, rất đẹp nhé. Đấy, màu trắng nhé, đời 2015 quá nhé, này đời 2015 này. Hình thức bên ngoài thì ok nhé, đây là vỏ nhựa nhé, vỏ nhựa nhé, thế nên là nó rất là nó không bị móp méo thế nào nhé, đấy không bị xước sơn thế nào nhé, không bị xước thế nào nhé, rất ok. Đấy, đẹp nguyên nhé. Giòn này, con này giòn đẹp các bác nhé, giòn đẹp này, giòn dày đẹp nhé, rất là ok này. Xoong nhé, con này xoong có vết chấm này các bác gì này, đấy, có những vết chấm này, 1, 2 này, đấy, những vết chấm này em dư gần cho bác xem này. Đấy, đánh giá khách quan nhất cho bác này, đấy, thành phát thì ok nhé. Xoong đẹp nhận đây, nó chỉ có lốt đặt xoong thôi, còn lại là rất ok nhé. Những dòng này nó cơm thì không phải nghĩ các bác nhé. Đây này, IH này, ta chọn IH này, các chế độ này, chọn này, đấy, chọn ok nhé, chọn gạo này, đấy, gạo trắng, gạo gì đấy, chọn ok nhé, nút tủ ấm này, đèn sáng nhé, chế độ nấu cơm thì bình thường này, thì em này mã số 7 các bác nhé, mã số 7 với giá là 650k này, video ngày mùng 1 tháng 4 này. Đây, tắt tiếp ok này. Tiếp theo nhé, thì em sẽ lên cho bác thì em Hitachi đi, hãng xuất này. Đấy, Hitachi này, các bác nhìn này, bề mặt thì chỗ này nó có một cái vết nọ, cái gì đúng này, và
cái xước nhá. Thì các bác về cái này thì các bác về có lấy tem dán là hết nhá. Còn lại này, thành vách nó xung quanh này, thì ok nhá, không vấn đề gì hết nhá. Đấy, chỗ này cấn nhẹ nhẹ tí này, cấn nhẹ thì không để ý rồi. Đấy, con này giòn này nhá, giòn đẹp các bác nhá, giòn đẹp này, dày này. Đấy, rất ok luôn. Xong nhé, này xong dày các bác nhé, xong này con xong vít lên dày, xong dày này gần như chưa dùng các bác nhé, xong này nhìn các bác nhìn này, đấy, có những cái xong nó bền lắm các bác, đấy xong cái xong này nó bền luôn này, không vấn đề gì cả, đấy này, rất đẹp luôn nhé. Này điện đó thì ok bác nhá, con này điện đó ok này, đấy nấu luôn này, dòng áp suất này nó cũng rất ngon nữa, cao tần áp suất này, cao tần này, đây cao tần là IH nhá, áp suất là cái chữ này này, nếu mà bác nào biết chữ Hán đấy, gọi là Hán Việt được, thì các bác cứ đọc cái này là chữ áp suất được đấy. Các chế độ chọn này, đấy, con gạo này, đấy rất ok nhá. Đấy, thì em này là mã số 8 này. Mã số 8 này mà cái giá là 750k này. Video ngày 1 tháng 4 này. Đấy. Các bác xem clip của em thì cho xem một like và chia sẻ lên cái kênh nhé. Bác nào thích thì các bác có thể chia sẻ lên các nền tảng xã hội ấy. Đây là Facebook này. Zalo này. Mọi người cái đấy nhỏ hơn. Em ra đây cho bác của em tha khúc này, tha khúc, dòng cực có cơm cháy nhé, nó là cơm cháy nhưng mà cái này nó không được cơm cháy, nó không được được gọi là giống như của cơm mẹ nấu hay cơm bếp ủi đâu, ở bếp củi đâu. Đấy, các bác mà muốn ăn cơm cháy rồi bếp củi thì các bác phải chọn cái loại lại xong gốm ấy. Dòng có xong gốm nhé, và đều điều chỉnh 3 mức nhiệt đấy, lại đấy mới là. Đấy, các bác nhìn này, hình thức này, con này màu đen nhé, ok này, vỏ nhựa đấy đấy, à là vẫn là vỏ tôn nữa nhé, đời 2014 này, đấy, Make in Japan đấy, đấy đời 2014 này, Make in Japan này, cực kỳ đẹp nhé, màu đen này, cho các bác, đấy, giòn này, thôi thì ok các bác nhé, đấy, giòn ok này. Các bạn nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0983 39755 hoặc là 0823 893 222 nhé. Các bác mà gọi máy bận đấy hay là có nhắn tin em không phản hồi ấy, thì các bác thông cảm giúp em nhé. Tại vì em bận quá ấy. Mà khi mà em đã chốt hàng thì các bác là ok rồi đấy. Mà các bác nhắn tin ấy mà em không trả lời được cho các bác ấy, thì các bác không yên tâm nhé. Là các bác có hàng rồi nhé. Nếu không có hàng là em sẽ gọi lại cho các bác luôn hoặc là nhắn tin cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này, con này đẹp nhé, đẹp này. Không cả sức không vấn đề gì nhé. Đấy. Nhạt nó giòn đẹp nhé. Lòng nồi cũng đẹp luôn. Tay cầm chống nóng này. Đấy. Điện đang nói đấy. Các chế độ này. Đây ủ ấm này, ok nhé. Các chế độ này. Đấy. Ok nhé. Đấy nấu ok này, thì cái này mã số bút rồi đấy, em này mã số 9 này, rồi em này mã số 9 này, bây giờ là 600k nhá, con này son đẹp các bác nhá, video ngày 1 tháng 4 này, đấy, các bác xem clip của em trong xin một like mình sẽ một đăng ký kênh nhá. Các bác có thích gì các bác có thể chia sẻ lên các trang mạng xã hội ấy, như là Facebook, Zalo ấy, để cùng mọi người biết tới nhiều hơn nhé. Ok, tiếp theo này, em lên cho bác một em Panasonic van dài nhé. Đấy, van dài cái dòng này vừa cực kỳ ngon luôn, mà cực kỳ nhiều các bác cũng thích cái này nhé. Van dài này, cơm cháy này, đấy, hình thức bên ngoài nhé. Cái mặt trên của nó thì có những vết xước này, đấy,
sơn này. Bắt đầu mình chỉ có các bác đánh hết lớp lớp sơn ra này, là cái em nó ra cái màu tuôn lốc nó cực kỳ sáng này. Để 215 nha các bác nhé, để 215 này, chỗ này có vết cân móc chút này đấy, còn lại thì ok các bác nhé. Đấy, còn lại thì ok này. Đấy, con này giòn đẹp này, con này giòn đẹp các bác nhé, này giòn đẹp này, giòn này là giòn cả màu gạo nếp thôi chứ không bị vỡ biết gì nhé. Đấy, các bác nhìn này, cực kỳ là ok nhé, giòn đẹp. Con này, xong cơm cháy này, xong cơm cháy, con này cũng xong cũng đẹp các bác nhé, nhưng mà này các bác nhìn này, có vết một hai vết như này này, một này. Đấy, đấy cái vết này nếu không có cái vết này là nó chảy rồi nhá, còn lại là những cái vết này nó chỉ là cái nó gọi là cái tạo đây thôi nhá, nó nhấn vào đây thôi nhá, chứ còn nó không bị chảy nhá. Đấy, nhìn kia đấy, để thợ nó lấy nét xong đó. Đấy, còn lại là thành vách ok này. Đấy, nó nhìn kỹ sản phẩm của bác nhá, thành vách ok đấy. Điện nhá, đấy các chế độ này chọn này, ok hết các bác nhé. Đấy, nó đủ ấm này, đèn sáng ok này. Đấy, nấu bình thường này ok rồi. Thì em này mã số 10 cho bác nhé, mã số 10 này thì giá là 800k này, video ngày 1/4 này, đắt ok này. Đấy, các bác xem clip của em thì của em thì cho xem một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Đấy, tiếp theo này, đây là cho bác một em xoài này. Ui, nặng thì đấy, em xoài các nhé. Đấy, hôm nay thì có cái xước này, cái xước ở chỗ tóc người các nhỉ. Đấy, cái xước ở đây nhá, bề mặt thì có xước này. À, thành vách này. Đấy, thành vách thì ok các bác nhé. Đấy, 215 này. Đấy, cái dòng xoan xoài này rất là nặng nhé. Bạn nào mà chỉ nhà có chị em phụ nữ thì lấy chọn cái dòng này nặng lắm. Đấy, con này rong này, rong vàng các bác nhé, rong ngà màu vàng rồi này. Đấy, rong ngà màu vàng. Đấy, xoong này, xoong đẹp các bác nhá, xoong đẹp này. Đấy, đấy xoong vẫn đẹp nguyên này. Đấy, xoong đẹp, xoong này 3 lớp này, đẹp nguyên này. Cái màu này cũng đẹp quá, màu này nó, đấy cái màu này nó không phải là màu trắng hẳn đấy, mà nó kiểu cái màu bạc hay không, chỗ này nó vân caro nhé, hay chí màu hồng rất hay nhé. Nấu này, đấy nấu khóa áp phích các bác nhé, con này nó khóa áp phích này, dòng này dòng của Pana này, tab này, các chế độ này, đấy nấu ok nhé, bác nghe nó sẽ khóa áp phích không, đấy uốn này, rất ok nhé, đấy nó khóa áp phích luôn, thì em này mã 11 này. Mã 11 nhá, giá các bác ra là 750k nhá. Đây quá rẻ luôn. Video ngày 1/4 này. Giá cả hợp lý cho để cho các bác săn hàng nhé. Hôm nay thì em xả các bác săn hàng luôn. Săn hàng một thẻ nha, đấy. Thì rất nhiều bác rất nhiều bác đấy, yêu thích cái dòng săn xoài này. Cho nên là hôm nay cũng cho các bác. Hôm nay để cơ hội cho các bác săn hàng luôn. Tiếp theo nhá, em lên cho bác một em Hitachi này. Hitachi này, áp suất nhé, áp suất này và cao tần này, hình cách xung quanh nhé thì ok này, đá 2/10 nhé, ni ông xe này, đấy hình cách thì ok nhé, do áp suất này, bi này, do thì ok nhé, không bị mối mọt, không bị vỡ ra thế nào bác nhé, do nguyên bản, do này các bác dùng, do này các bác lấy cái rẻ thôi, hay là lấy cái bô lót bằng nhựa bằng vải đấy các bác, chà đấy nhá, thì không thể nó hỏng được,
chứ các bác nào mà cứ lấy sắt các bác cọ thì nó ra hết đấy nè, chấm xước đây nhá, đấy chấm xước này, còn lại thì ok các bác nhá. Đấy, điện đó là các chế độ này, đấy ok nhá, tắt nấu ok này, chọn gạo này, ở đâu đây là phương chọn chế độ này, chọn gạo này, ok hết các bác nhá. Thì em này mã số 11 này, đấy các bác nghe thì khóa ra nắp suất đâu, mã 11 này, mã 12 này, 600k nhá, video ngày 1 tháng 4, đấy. Hôm nay em xả cho các bác thôi, thôi tiếp theo nhé, em xả một số nồi mã xả nhé. Đấy, để em lên cho bác em một em pana này. Thôi con này, thôi con này, thôi con này. Tiếp theo lên thì các một em na nhé, cao cần này, event eduction and help tinh gì đấy, đấy thành bác nhé, con này về mặt thì nó có vết cấn cấn đây nhé, đấy cấn cấn này, chỗ này có cấn tí này, giờ chỗ này thì bấn thôi, các bác về lau lại nhé, thì em là con này em xả cho các bác luôn, đấy hai đời 2004 nhé, đời tương đối sâu, mà cơm thì chắc vẫn ngon này. Rong này, ok các bác nhé. Đấy, rong đẹp này. Đấy, xoong này. Xoong có cái chảy xước nhá. Thì con này em xả cho các bác về các bác. Ví dụ là nấu cơm ủ tỏi các kiểu luôn này. Các bác trải nghiệm. Thì đây các chế độ này vẫn liệu nó ok nhá, này nấu này. Tắt này, các chế độ vẫn ok này, uống vẫn sáng nhé. Đấy thì con này khoảng bán gần 320k và mã số 13 này, 13 này, 320k này, 1 tháng 4 cho các bác về các trải nghiệm này. Các bạn các bác trải nghiệm nhé, nó cơm ủ tỏi này. Tiếp theo nhé, hôm nay cho bác một em van dài này, đấy, cấn tí này nhé. Hôm nay thì bây giờ em quay nhanh một chút nhé, van dài này, đấy, cấn một chút đây nhé. Còn lại thì thành vách ok nhé, đời 2024 này, thành vách ok này. Đấy. Rong này, con này rong đẹp nguyên các bác nhé, rong đẹp nguyên luôn, đấy. Xong này, xong có vết chấm quá nhá, chấm to này, đấy chấm to nhá, cái này nhưng mà nấu cơm thì cũng không ảnh hưởng gì các bác nhá, nấu cơm vẫn ok, không sao hết, đấy. Giờ về các bác nấu cơm trải nghiệm này, ủ tỏi ủ làm chua chua này, đấy kho cá các kiểu này, các chế độ vẫn ok nhá, đấy, đấy chế độ thì ok này. Ủa này ok này, thì em cái này em này mã số 14 này, mã 14 em xả cho các bác với giá là cho về các bác về nấu cơm trải nghiệm luôn với giá là 400k này cho một em van dài nhé, đi ra ngày 1 tháng 4 này, đấy xoong này vẫn đẹp luôn đúng độ cái xoong thôi, thế thôi nay em xả cho các bác để các bác về nấu cơm trải nghiệm này, lần sau mà có ngon thì các bác ủng hộ em tiếp nhé. Tiếp theo này mã 15 em lên cho bác em van xoài, em xoài này, em xoài này của Sanio nhé, không ăn xoài vừa rồi vừa mê là của Pana này, hình tiếp xung quanh đẹp nhé, ok này, đời 2008 các bác nhé, đấy, rong đẹp các bác nhé, rong đẹp này, màu gạo lứt nhé, nó gạo lứt nhiều ấy, nên các bác không cần quan tâm lắm được đấy, nó chỉ cần rong nó dày này. Vẫn còn dày này, không bị mối mọt này, không bị rán gặm này, thì là ok này. Đấy, đi thì ok này. Tại ở bên Nhật nó rất nhiều rán nhé, nhưng mà cái xoong cơm này nó chú ý là nếu mà được đóng lại, đóng nắp thường xuyên ấy thì không sợ.
còn nhà nhà nào mà dùng nó mở xong cơm đấy thì nó dán dán nó gặm thì cái đấy thì cứ bỏ đi thôi, nhưng cái này xoong thì ok các bác nhé. Đấy, xoong này, xoong này đẹp nhé, có một những cái vết chấm trên li ti để ý rồi. Đấy, đấy xoong cái này thì có chảy tí này, áp suất này, cao tần này, còn lại rất là ok nhé. Đấy này, lốt đặt xoong nhé. Ở đây nhá, đây thì cái vết cái này, cái thành thành này, thành cái thành xoong này nó bắt đầu bị bóc sơn nhá, nhưng mà các bác không phải lo nhá, bác có thời gian các bác cạo hết lớp sơn ra, nó thành cái màu cực kỳ đẹp, mà nó không bao giờ nó bị bong nữa. Đấy, đấy, gấu này, tắt này, ok hết nhá, chế độ chọn gạo này, à đâu, chế độ chọn chế độ này, ok hết các bác nhá, tắt này, chọn gạo này. Gạo này ok hết nhá. Đấy, lấy nút ủ ấm này, tắt lại ủ ấm này, ủ cấm sáng đèn sáng nhá. Thì em này video mã số 15 này, mã 15 này, 750k nhá, video ngày mùng 1 tháng 4 nhá. Các bác xem clip của em trong phim live chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Các bác yêu thích em thì các bác có thể chia sẻ lên các nền tảng xã hội như là Zalo, Facebook nhá, để tăng độ tương tác với đến các bác ấy. Thì em hứa sẽ xả nhiều hàng hơn cho các bác nữa. Tiếp theo nhé, là nhớ bác của em Pana màu đen này, cấn một chút này. Đấy, còn lại thì các chị ok nhé. Đấy, 2010 các bác này. Đấy, con này giòn đẹp lắm này, giòn đẹp nguyên nhé, giòn xanh nguyên này, nhìn kia đấy, xanh mà còn dày nguyên này, còn đấy dày nguyên này, không vấn đề gì nhé. Đấy, nhưng mà xoong của nó này, các nhìn xoong này, xoong này thì có lấm tấm nhé, nhưng mà nấu cơm vẫn ngon, rất ok nhé, nấu cơm ngon này, đấy cơm vẫn rất là ngon cái này. Điện đóm nhé, ok nhé, các đây là các phím chế độ này, chọn này, nảy này, đấy, tắt này, ủ ấm này, đèn sáng này, tắt nấu cơm này, đấy. Thì em này mã 16 các bác nhé, mã 16 với giá là 600k này, đi ra ngày mùng 1 tháng 4 này. Con này rong đẹp này, màn hình vẫn rất là trong này, đấy. Đây còn nó lý này xem thế nào đấy, không rồi, đây không rồi, nên bỏ bỏ qua thôi. Vậy thì clip cuối cùng ngày mai nhé, em đang cho bác của em Panam này, Panasonic này, cái mặt cơ vết xước này, xước nhé, đấy cái vết xước này, xước này nó chạy hơn như các chế độ màn hình rộng nhé, thành các thì xung quanh thì ok nhé. Đời 26 này. Đấy, con này nhá, rong đẹp quá nhá, rong còn đẹp nguyên này. Đấy, rong đẹp nguyên này, xoong này, chấm này giữa nhá, còn lại này, đây chấm phát nữa này, còn lại là ok này, góc nhìn này. Đấy, hay có nhất là góc này, góc nhìn thành vách này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, các chế độ này, con này rồi, con này thôi, con này toang rồi, con này nó bị liệt cái nút này, con này nằm bị rát thôi nhá, em con này em bỏ qua không lên đấy. Thế thôi, vậy là em đã lên hết 16 mã rồi các bác này nhá, 16 mã nhá. Thì các bác nào mà đấy 16 mã các bác đây, 16 mã. Còn đây là cái hàng mà tối hôm qua em live stream này, thì sáng nay tí nữa em sẽ đóng sớm cho bác, tại vì bây giờ mọi người đang ngủ đấy, cửa cũng đóng này, đóng sớm cho bác này. Thì các bác nào yêu thích em thì cho em xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bác chia sẻ lên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo ấy, để nhiều người biết đến hơn ấy. Thì mai kia em sẽ lên nhé, ngoài sản phẩm nồi cơm ấy, em sẽ lên sản phẩm khác như là bàn là này,
bàn là này, máy gọi là máy rửa bát này, quạt này, với lại những cái dòng như kiểu là bếp từ đơn, bếp từ đôi, bếp từ ba này, bếp ga này, cho các bác về các bác dùng nhé. Thì nhờ các bác quan tâm đấy. Thì clip thì em sẽ kết thúc tại đây nhé. Em chào các bác nhé.